chào các bạn nha, rất vui gặp lại mọi người trên kênh YouTube của mình nha. Bữa nay thì tiếp tục cái góc vu quẹo đây các bạn. Hôm nay thì mình sẽ đón những anh em xà lan lưu thông qua tuyến đường này quay cho mọi người cùng xem nha. Hiện tại thì mực nước thì nó cũng đang chảy khá là nhẹ các bạn. Những anh em xà lan thì tranh thủ vô trong cái con nước này thì nó rất là an toàn nha. Đợi mực nước mà ngã về chiều quá thì nước nó qua đây nó sấy dữ lắm các bạn. Đây thì chúc tất cả các bạn đang xem video của mình cũng như là những anh em đi nghề sông nước xà lan thì luôn luôn thành công trên mọi nẻo đường nha. Đặc biệt là chúc mọi người mùa dịch này sức khỏe thật tốt nha các bạn. Chạy liều thôi chứ. Chạy tiếng mũi xà lan luôn mới ghê chứ.